Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình TBS. Chúng ta hôm nay có một cái bản tin hay. Đó là vấn đề cái chế độ độc tài sau cùng của Âu Châu sắp bị cáo chung. Theo như tờ Epoch Times thì chúng ta có câu chuyện của Lukashenko. Lukashenko là một tổng thống bị độc tài cuối cùng của Belarus, là một quốc gia còn ảnh hưởng Cộng sản Liên Xô cũ rất nhiều. Giống như là Putin là một cựu sĩ quan KGB của ngành an ninh mật vụ Xô Viết. Thì hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 8, Tòa Bạch Cung đã ra một thông báo cho biết là chính phủ Hoa Kỳ sẽ áp đặt các cái chế tài, biện pháp chế tài mới lên Belarus. Hành động này được Mỹ đưa ra đúng vào dịp kỷ niệm một năm cuộc bầu cử gây tranh cãi tại Belarus hồi năm ngoái, mà phương Tây cáo buộc là gian lận và bất thường. Trong số các thực thể tại Belarus thì Bộ Tài chánh Mỹ liệt vào danh sách đen có công ty Belarus Kali AOU, một trong những doanh nghiệp nhà nước lớn nhất của Belarus và là nguồn cung cấp tài chính cho chế độ độc tài Lukashenko. Ủy ban Olympic Quốc gia Belarus và 15 công ty tư nhân, trong đó có ngân hàng nổi tiếng nhất Belarus là Absolute Bank, vốn có một mối quan hệ chặt chẽ với nhà cầm quyền Belarus của Tổng thống Lukashenko. Ủy ban Thế vận hội Belarus đã từng bị cáo buộc là tạo nhiều điều kiện cho hoạt động để rửa tiền, né tránh các chế tài và lệnh cấm thị thực. Ủy ban Olympic Quốc tế International Olympic Committee mà ông chủ tịch là ông Beck đã chỉ trích Ủy ban Olympic của Belarus là đã không bảo vệ được các lực sĩ nước này khỏi bị phân biệt đối xử và đàn áp chính trị vì họ không theo đường lối của nhà độc tài Lukashenko. Tuần trước, lực sĩ điền kinh của Belarus là Kristina Sakamuskaya của đội tuyển Belarus tham dự Olympic Tokyo đã phải trốn chạy từ Nhật Bản sang Ba Lan vì cô lo sợ nếu trở về quê nhà sẽ bị trả đũa chính trị do chỉ trích các huấn luyện viên. Quý vị thấy con người của Cộng sản không bao giờ thay đổi. Đến giờ này, sau 20 năm sống với cái đời sống tư bản, như con người Cộng sản nó vẫn chưa có thể gột bỏ được những cái hành động độc tài, bất nhân. Đến với một lực sĩ của quốc gia là phải trốn chạy, bởi vì cái cô mà Kristina này là một lực sĩ điền kinh nổi tiếng của Belarus. Khi mà đến Olympic Tokyo, cô đã phải trốn chạy vào tòa đại sứ của Nhật và xin tị nạn chính trị, sau đó yêu cầu Nhật giúp cho cô bay qua Ba Lan, bởi vì nếu mà phải trở lại Belarus cô sẽ bị thanh toán chỉ vì cô chỉ trích những huấn luyện viên theo đường lối xã hội chủ nghĩa. Trong tuyên bố phát đi hôm 9 tháng 8, nhà cầm quyền Hoa Kỳ nói rằng tất cả những người quan tâm về nhân quyền, các cuộc bầu cử tự do và công bằng và quyền biểu phát biểu tư tưởng phản kháng sự áp bức này, Hoa Kỳ sẽ phối hợp cùng các đồng minh để tiếp tục ủng hộ nhân quyền, đồng thời buộc chế độ Lukashenko phải chịu trách nhiệm về hành vi đàn áp các người lực sĩ của Belarus. Tổng thống Lukashenko cầm quyền tại Belarus từ năm 1994. Cuộc bầu cử năm ngoái giúp ông tái nhiệm kỳ thứ 6 tại quốc gia từng là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa của Cộng sản Liên Xô. Phe đối lập tại Belarus và nhiều nước phương Tây, trong đó có Hoa Kỳ, đã cáo buộc cuộc bầu cử tổng thống Belarus năm 20 đã bị gian lận. Âu Châu gọi ông Lukashenko là một kẻ độc tài cuối cùng tại châu Âu. Nếu như tên này chết đi thì coi như là hết độc tài và hết cộng sản ở Âu Châu. Sau cuộc bầu cử năm ngoái, với tâm lý tin rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp, đông đảo người dân Belarus đã xuống đường biểu tình. Chế độ Lukashenko đã đàn áp tàn bạo
giết hàng trăm người, nếu không muốn nói là hàng ngàn người đã mất tích. Nhất là các nhà đồng bất đồng chính kiến, hơn 35.000 người đã bị bắt giữ và hàng nghìn người bị đánh đập rồi thủ tiêu. Thế nên quý vị thấy rằng cái thời buổi thế kỷ 21 này mà những cái tên căn ngố thuộc về Cộng sản giờ này vẫn còn mơ mộng một cách hoang tưởng là con người có thể đàn áp như là con vật. Đó là một điều sai lầm. Tôi đã nhiều lần thưa với quý vị, một con giun đạp đầu này nó còn võng đầu quy lên để mà nó kiếm sống nữa là con người. Dù là một quốc gia đã ở Cộng sản quá lâu như Belarus, nhưng người dân giờ này họ đã học được cái lối sống dân nhân bản của khối tự do. Họ đã được thở cái không khí tự do của những nước Âu Tây và Hoa Kỳ. Cho nên những nước như Tàu Cộng, những nước như Việt Cộng, những nước như Campuchia, sớm muộn Đảng Cộng sản sẽ bị tiêu diệt. Đó là một cái điều không thể nào tránh khỏi. Rồi chúng ta lại có một bản tin khác, đó là theo hãng thông tấn Reuters và Taiwan News. Hệ thống các chính phủ thuộc khối văn minh về kinh tế đã chỉ trích Bắc Kinh ủng hộ Đài Loan và đã bị Tàu Cộng phản đối. Hôm thứ Năm vừa rồi, một cái thông cáo chung của khối G7 đã lên tiếng bày tỏ ủng hộ Đài Loan và chỉ trích Bắc Kinh là một kẻ bắt nạt. Tàu Cộng tuyên bố rằng cái sự tuyên bố của khối G7 là một cái can thiệp trắng trợn và thô bạo vào công việc của nội bộ quốc gia này, và Tàu Cộng tuyên bố họ sẽ thanh toán tất cả các quốc gia nào mà dám xen vào nội bộ của Tàu Cộng. Đây là lần thứ tuyên bố 1.000 của Tàu Cộng, mà đến giờ này Tàu Cộng vẫn chưa có một hành động nào đáng kể, ngoại trừ vấn đề đánh võ mồm. Cho nên bà Tổng thống Thái Anh Văn của Đài Loan nói rằng là người Đài Loan chúng tôi đến hơi thở cuối cùng vẫn không thể nào lùi bước trước sự chiến tranh miệng của Tập Cẩm Bình. Và đây là một cái sự kiện làm cho Tập Cẩm Bình mất mặt với thế giới. Bà Thái Anh Văn nói rằng ngày nào nước Đài Loan chúng tôi còn cái chế độ Cộng hòa Dân chủ của tư bản chủ nghĩa, tức là trong đó đề cao cái sự tự do của con người, vai trò cá nhân phải được đề cao tuyệt vời, tuyệt đối, thì Tàu Cộng không có quyền hó hé xen vào nội bộ của Đài Loan. Chứ đừng nói là vấn đề đòi xâm chiếm Đài Loan. Bởi vì Đài Loan giờ nào, phút nào cũng vẫn có thể bấm một nút và tấn công hàng ngàn hỏa tiễn bay qua đập Tam Hiệp của Tàu Cộng và sẽ giết ít nhất 600 triệu dân Tàu Cộng đẩy ra ngoài biển. Đó là cái lý do mà bà Thanh Văn nói rằng trước kia, bây giờ và mãi mãi Đài Loan vẫn là một quốc đảo độc lập khỏi cái khối gọi là độc tài cộng sản của Tàu Cộng Tập Cẩm Bình. Rồi chúng ta lại có một bản tin khác nữa, đó là bản tin nói về các trẻ em di cư về bất hợp pháp xâm nhập nội bộ của Hoa Kỳ. Theo hãng thông tấn NBC chính dẫn một bản báo cáo tóm tắt gửi đến Tòa Bạch Cung cho thấy thì 20% trẻ em di cư nhập cư bất hợp pháp đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Cho đến bây giờ hàng ngàn trẻ em đang bị tập trung ở trong các cái trại gọi là Detention Center for Juvenile đã được thí nghiệm về cái dịch COVID-19. Trong đó 20-25% trẻ em bị positive, tức là đã bị nhiễm cái dịch COVID-19. Theo tài liệu của Bộ Y tế thì 18-25% các gia đình di cư đã có kết quả positive với virus COVID-19 sau khi họ đã được các viên chức tuần tra biên giới thả vào các cộng đồng khu vực biên giới. Tòa Bạch Cung đã cho biết rằng họ sẽ được thông báo tài liệu chính thức vào ngày thứ Năm tới. Báo cáo nhận định là tỷ lệ lây nhiễm của các gia đình
nhập cư bất hợp pháp đang ảnh hưởng đến nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ trong việc trục xuất các gia đình di cư, nhập cư theo các quy trình trục xuất cấp tốc được tái ban hành gần đây. Theo đài hệ thống NBC cho biết thì một số chuyến bay trục xuất người nhập cư trái hợp pháp của cơ quan di trú sẽ được triệt để áp dụng, đưa 25% những gia đình mà bị nhiễm COVID này trở về bên kia biên giới Mexico. Thêm vào đó thì hãng thông tấn NBC còn loan báo rằng những người nhập cư không được xét nghiệm COVID khi đang bị giam giữ ở biên phòng thì tất cả những người này sẽ bị đuổi về bên kia biên giới. Đó là theo như quan chức của cái giới biên phòng của Hoa Kỳ và Mexico. Và ngay cả những người nhập cư mà được phép ở lại Hoa Kỳ để xin tị nạn cũng sẽ được xét nghiệm khi họ chuyển đến các trung tâm dịch vụ y tế và nhân sinh của các tổ chức từ thiện phi chính phủ. Ngày 7 tháng 8 vừa qua, ký giả Randy Clark của Breitbart News Texas đã đăng những hình ảnh chụp từ McAllen, thành phố biên giới của Texas với lại bên Rio Grande, tại các nhà nghỉ và các trung tâm tập trung, đã cho thấy rằng rất nhiều người trong cái số tị nạn này bị dương tính, có nghĩa là họ đã bị nhiễm virus Vũ Hán trước khi được vào biên giới của Hoa Kỳ. Cho nên quý vị thấy rằng cái chính phủ Hoa Kỳ hiện tại đã vô tình đem các cái con gọi là virus COVID-19 vào Hoa Kỳ. Cho nên chúng ta không ngạc nhiên mà tại sao đến giờ này các cái căn bệnh của virus 19 vẫn gia tăng một cách khủng khiếp ở các tiểu bang dọc theo biên giới Cali, Arizona, New Mexico và Texas. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.